tham nhập băng nhóm bảo kê chợ Long Biên ngang nhiên coi thường luật pháp lộng hành quấy rối bảo kê cưỡng đoạt tài sản mua bán vị trí kinh doanh đổ xe bất hợp pháp đã và đang đem lại nguồn thu khổng lồ cho các băng nhóm tội phạm hoạt động tại chợ đầu mối Long Biên quận Ba Đình thành phố Hà Nội các băng nhóm này âm thầm hoạt động sau khi băng nhóm của trùm xã hội đen khét tiếng Khánh Trắng bị triệt phá vào năm 1996 kỳ một luật trừng giữa thủ đô. Theo quy định, tiểu thương khi vào cổng chợ chỉ mất từ 15 đến 60 000 đồng một lượt xe. Xe nào vào trước thì đậu trước, nhưng trên thực tế, họ phải nộp từ 200 đến 350 000 đồng một lượt. Mỗi lần nộp tiền, tiểu thương chỉ được đi một mình giao tiền trên tầng 2 và không nhận được biên lai hóa đơn. Những diễn giang hồ Trung tuần tháng 7 âm lịch, chợ đầu mối tấp nập người mua kẻ bán. Dân kinh doanh ngành hàng hoa quả thường được coi trọng thời điểm này nhất trong năm. Ai cũng tranh thủ thời gian cơ hội để kinh doanh thu tiền, bù lại những ngày trong năm đều hiệu khách. Cả chợ tấp nập là vậy, nhưng một số kiosk của chị Nga ở khu C1 chợ Long Biên lại không thể làm ăn gì được. Nhiều tháng trôi qua, những chiếc xe tải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh do ông Nguyễn Kim Hưng, Hưng Kính làm chủ đã cố tình chắn ngang trước cửa để cản trở chị Nga bán hàng. Các mối hàng thấy vợ chồng chị Nga bị nạn bèn lặng lẽ dừng việc chuyển hàng để hợp tác. Bà con tiểu thương cứ nhìn vào cái nạn của chị Nga sẽ tự hình dung ra số phận của mình, ai dám chống lại Hưng Kính phải thấy trước hoàn cảnh thê thảm của mình. Đêm ngày 20 tháng 7 âm lịch chúng tôi tìm đến sạp của chị Nga đang ngồi khóc bên đống cá thối bốc mùi nồng nặc mà đám đệ tử của hưng kính chất cao lên ngay sát chỗ chị ngồi bán hàng trò bấn này được hưng kính áp dụng để dằn mặt khi vợ chồng chị nga gửi đơn tố cáo ông ta lên công an quận ba đình chị nga nói tôi đã làm đơn kêu cứu rất nhiều lần lên ủy ban quản lý chợ nhưng chẳng có tác dụng gì ông hưng ngày càng điên cuồng quấy nhiễu hoạt động kinh doanh của vợ chồng tôi là đầu mối buôn bán hoa quả nếu không có chỗ ổn định thì chắc chắn không thể kinh doanh được Nắm được điểm yếu này khi được ban quản lý chợ giao cho quyền sinh quyền sát trong việc bố trí chỗ đổ xe, ông Hưng sẽ lẻ các vị trí ra và bán cho tiểu thương với giá cắt cổ. Chúng tôi đưa tiền theo yêu cầu của ông ta nhưng không nhận được chứng từ hóa đơn gì. Theo chị Nga, từ năm 2010 đến năm 2016, vợ chồng chị phải nợp theo năm, từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một năm, tính riêng năm 2017, ông Hưng nhận của chị tổng cộng 710 triệu đồng. Nhưng chưa được nửa năm ông đã đuổi xe của chị khỏi bãi để cho xe của khách khác lên đổ, thì ra ông Hưng đã nhận tiền của nhiều nhà cho một chỗ đổ xe trên bãi mà ông ta được giao quyền quản lý. Bảo kê giống băng nhóm khánh trắng. Dù chỉ là nhân viên ký hợp đồng thời vụ với ban quản lý chợ Long Biên, nhưng không hiểu sao Hưng kính được trao nhiều quyền lực để lộng hành chèn ép người dân lương thiện đã có lần hưng kính vỗ ngực tự xưng tên tuổi của ông ta trên giang hồ cỡ sơn bạch tạng chẳng có cửa gì để so sánh hưng kính tỏ ra tự hào khi đã góp phần đánh bật hùng cuba ra khỏi chợ long biên để chiếm lĩnh khu vực bãi cá tự phát bể nước cứu hỏa nhà tập thể hình và hàng loạt vị trí khác dưới danh nghĩa tổ công đoàn để thu về hàng chục triệu đồng tiền phế mỗi đêm đúc túi riêng trở lại thập niên 1990, thời hoàng kim của những băng nhóm giang hồ cộm cán nhất hà thành Dương Văn Khánh, tức Khánh Trắng, sau khi vào tù ra khám, đã xác lập mục tiêu thôn tính toàn bộ khu vực chợ Đồng Xuân và một số khu vực lân cận. Trong khoảng 3 năm, băng nhóm xã hội đen của Khánh Trắng đã trở thành một thế lực đen khét tiếng bậc nhất miền Bắc. Khánh Trắng cũng núp dưới danh nghĩa là nghiệp đoàn, tổ đội bốc xếp, vận chuyển kim bảo vệ, thẳng tay chèn ép người dân lương thiện chiếm lấy vỉa hè bến bãi để thu phế bóc lột bà con tiểu thương. Tiểu thương nào không để cho quân của Khánh Trắng bóc hàng sẽ bị đám tay chân của hắn cà khịa hành hung. Bọn chúng lợi dụng việc bóc vác để cướp của phá hoại hàng của người dân để thị uy mà không một ai dám lên tiếng tố cáo. Năm 1994, sau khi chợ Đồng Xuân bị cháy, địa bàn hoạt động bị thu hẹp, Khánh Trắng tràn quân sang chợ tạm Phùng Hưng, giành lãnh địa với Phúc Bồ, nhưng không thành, bèn quay sang chợ đầu mối Long Biên, giành địa bàn làm ăn của Hùng Cuba. Khánh chi quân cấm chốt các ngã đường dẫn vào chợ, chặn xe tiểu thương, nhảy lên bốc dở hàng. Ai không để cho quân của Khánh Trắng bốc hàng, đều phải trả giá đắt. Hùng Cuba đành ngậm đắng nuốt cay dân miếng mồi ngon, rồi lui về phía sau làm công cho Khánh Trắng. Để hợp thức hóa hoạt động, Khánh cho phát triển tổ chức công đoàn ở đời bốc xếp của Hùng Cuba, rồi cho sáp nhập hai tổ chức công đoàn này thành nghiệp đoàn bốc xếp, vận chuyển chợ đồng Xuân Long Biên. Khi đã có vỏ bọc Khánh Trắng cho đàn em thành lập một tổ kiểm tra trật tự, trong đội bao gồm những tên tay chân thân cận, chuyên đi phạt các tiểu thương chủ hàng ra vào khu vực chợ Đồng Xuân và Long Biên. Mức phạt do chúng tự đặt ra, tiền thu được đều nợp cho Khánh. Năm 1996, băng nhóm của Khánh Trắng bị triệt phá hoàn toàn. Khánh lãnh án tử hình về tội giết người. Hùng Cuba và Triệu Con, những tên trùm cũ ở chợ Long Biên thời Khánh Trắng, cũng phải bốc lịch nhiều năm. Triệu Con chết vì bệnh tật, Hùng Cuba ra tù nhưng đành ngậm người nhìn địa bàn của mình rơi vào tay của Hưng Kính. Từ đó, những cái tên như là Hưng Kính, Sơn Tạo, Cường Đen, Chimaco, mỗi người cắt cứ một vùng. Họ mang chức danh tổ trưởng tổ bốc phát nhưng chủ yếu là thu tiền bảo kê bến bãi. Những khoản tiền khủng này được chia đều cho các bên và đúc túi riêng. Phương thức địa bàn hoạt động của Hưng Kính không khác gì Khánh Trắng. Nhưng thủ đoạn tinh vi hơn, Hưng Kính tranh ma hơn Khánh Trắng một cái đầu. Dân gian hồ ví Hưng Kính như là kỳ nhông đổi màu, không dễ gì tóm được đuôi gã. Theo quy định tiểu thương kinh doanh trong chợ, khi vào cổng chỉ mất từ 15 đến 60.000 đồng một lượt xe. Xe nào vào trước thì đậu trước, nhưng trên thực tế, họ phải nộp từ 200 đến 350 ngàn đồng một lượt. Theo Hưng Kính, đây là luật chợ, ai không theo luật phải trả giá. Hưng khuyến khích nộp khoản tiền này theo năm đối với những hộ có ô sạc kinh doanh ổn định. Mỗi lần nộp, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 và không để lại dấu tích gì để chứng minh. Để chèn ép ngăn cản chị Nga bán hàng, nhóm Hưng Kính đã ép một số tiểu thương bán cá thối cho chúng, một số tiểu thương kinh doanh cá khô. Dù rất bức xúc trước việc làm độc ác này của chúng, nhưng không thể chống đối vì sợ bị trả thù. Dưới sự hướng dẫn của nhóm phóng viên, chị Nga đã thực hiện cuộc phỏng vấn với bà Hương. Người được chị Nga cho mượn ký ốt làm kho chứa hàng, nhưng cũng là người cung cấp cá khô thải loại cho nhóm Hưng Kính. Chị Nga hỏi, Camera nhà em quay được hình ảnh chị kéo mấy thùng cá thối về để ngay chỗ em ngồi bán hàng, tại sao thế chị? Bà Hương giải thích, "Em ơi không làm không được, bọn chị không dám nói gì, bây giờ em hiểu cho chị. Chúng nó bắt đổ cả mắm tôm vào nhưng chị đã nói dối là không có mắm tôm, bọn chị cũng sót em, bọn chị phải ngửi thứ mùi đó suốt ngày cũng mệt lắm, đau đầu lắm. Em đừng ra bán hàng, chỉ để nhân viên bán, bọn chị ở đây không làm theo chúng nó không được, chúng nó trả thù." Để đỡ mùi chị phải chạy khắp nơi đi lùng sụp những mẫu xốp đậu bên dưới. Chị còn phải vất vả đi kiếm giấy bìa nhồi vào phía dưới. Sau đó mới phủ cá khô lên. Ít như vậy mà chúng nó đổ hóa chất gì vào ấy, mùi thối khủng khiếp. Những người bán cá chỗ chị không muốn bán cá cho chúng, chúng dọa đổ hết nước vào cá khô. Nên không ai dám bật. Ông ấy ghê lắm, bọn chị thật sự không muốn hại em, mà vẫn phải làm. Từ xưa bà con ở đó quen cái nếp ấy rồi, ai cũng sợ hưng kính như sợ cọp. Thông cảm cho chị nhé. Thế giới ngầm, cây thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.